Hôm nay là ngày Thanh Minh mới có dịp về thăm quê ngoại luôn nha các bạn ơi. Cảnh nhà quê ngoại của mình ngày xưa nè các bạn ơi. Bây giờ nhìn là cỏ mọc om tùm luôn, giờ không có ai ở luôn các bạn ơi. Lúc trước còn ông bà thì nơi đây thịnh vượng lắm, vui vẻ lắm. Từ ngày ông bà mất đi rồi giờ căn nhà bỏ hoang không ai ở luôn nha các bạn. Căn nhà này thì xây cũng đã lâu lắm rồi, chắc lẽ là năm 1975 gì đó. Ông bà mình mất cũng đã lâu rồi các bạn ơi. Thì bây giờ căn nhà này để lại cho con cháu chăm coi, nhưng mà không ai ở hết trơn, bỏ đi làm hết trơn rồi, bây giờ bỏ thành ra nó cảnh vật nó hoang vắng như này các bạn. Cỏ mọc lên tới nhà luôn. Vô được không? Để mình vô trong. Thì lúc mình còn bé thì ông bà mình đã mất rồi. Đây là căn nhà rất là cũ kỹ, nhà rất là dơ bẩn luôn, người ta ở lên dáng nhà dân đầy luôn các bạn ơi. Bây giờ nhìn lại thoáng qua như một giấc mơ vậy đó các bạn ơi. Thời gian qua trôi qua mau quá. Mình nhớ tuy rằng lúc đó mình còn nhỏ nhưng mình trong ký ức mình cũng còn nhớ. Rồi đó là mỗi lần được về quê ngoại là trong lòng rất vui. Rồi bây giờ về quê ngoại thì cảnh vật bây giờ nó đã hoang tàn, không còn như xưa nữa. Từ trước tới nhà sau giờ cỏ mọc um tùm, con cháu không ai ở hết. Bây giờ cuộc sống mưu sinh nên phải đi xa xứ để làm ăn, nên nhà cửa giờ bỏ không ai coi hết. Giờ hôm nay là ngày Thanh Minh mới về đây để mà thăm viếng mộ ông bà, mới có dịp quay clip để chia sẻ với mọi người. Đây mình nhớ cảnh xưa quá, quá trời cỏ mọc. Ngay trong coi chưa. Đây là cái bồn nước nha các bạn. Đó, ngày xưa mình đâu có xài cây nước đâu, thì đó chỉ là xài nước mưa là chủ yếu. Nó xây cái bồn bự thiệt bự gì nè, bạn thấy không? Cái bồn rất là to luôn chứ, rất là nhiều nước luôn, sâu lắm các bạn ơi. rồi, giờ cái bồn này cũng không còn xài luôn các bạn ơi. Hồi xưa này mình xây cái bồn này để mà giữ trữ nước mưa đó, dành sử dụng đó. Cái hồi đó là xài nước mưa với lại nước với mương là nhiều. Nước mương mình làm, mình đào mương rồi mình lóng nước để mình dành mình xài. Rồi nước này thì để hứng nước mưa chứa lại để dành uống. Lúc trước, nhớ lúc xưa về với ngoại thì còn ông bà ngoại gì mấy cậu rất là đông đủ. Cái mèo quá bự luôn. Hồi xưa về đây nè, còn ông bà ngoại nè, còn cái gì mấy cậu nè, rất là vui luôn các bạn. Còn bây giờ ở đây không còn ai hết, cảnh vật đã hoang tàn luôn. Không còn gian. Đây đâu có lư hương đâu, đốt nhang. Trong đây đâu có lư hương. Ừ. Ở sao thì đang cúng làm sao á, đang. Cây mai bị ta bứng mất tiêu rồi. Ừ. Nhà có ní đó. Đi vô nhà luôn, đi vô nhà luôn. Căn nhà nè các bạn ơi, căn nhà cổ xưa nè các bạn ơi. Ở đây giờ thì lộ làng điện đại thì giờ nó cũng đầy đủ hết trơn nha các bạn. Nhưng chỉ có ngôi nhà của ông bà ngoại mình là nó hoang tàn gì đó, bởi vì không có ai chăm sóc, không có ai ở. Nơi điện đài, đây là lộ làng. Nhưng mà cảnh nhà thì lại hoang tàn. Đây đường đi ra mộ của ông bà ngoại mình luôn nha các bạn ơi. Mọi người như đến cũng gần đông đủ hết rồi, con cháu về đây cũng gần đông đủ hết rồi nha các bạn ơi. Ở đây thì 2-3 thế hệ luôn nha các bạn ơi. Xíu nè. Hôm nay đi Thanh Minh luôn các bạn ơi. Đi Thanh Minh với mộ ông bà luôn nha. karaoke của ai luôn vậy? Ai tất cả để ta thôi cái đó con nhìn đố ở cái này khỏi đâu này đủ rồi. Ừ. Còn cái này thì mình cái đó thì cũng đốt gửi luôn rồi. Chung là cúng á, cúng rồi đó. Cúng rồi mình đốt luôn. Đây là mộ của cậu ba. Vật hầu như là nó gần như ngày xưa luôn nha các bạn, hầu như là không thay đổi gì hết ở phía sau này. Cây cối rừng rậm cây đúng hệt như ngày xưa luôn. Mỗi năm thì Thanh Minh thì đông hơn, năm nay thì hơi vắng hơn. Thì hôm nay vô mùa dịch thành ra mọi người hạn chế đi luôn các bạn ơi.